À, ở đâu nhà ha? Ở đây là gọi là Đông Hòa, xã Tam Bình, cây lẫy Tiền Giang. Đông Hòa, Tam Bình, Tiền Giang. Bữa nay Tuấn về đó, định là đi Tây Nguyên, định là sáng đi Tây Nguyên, nhưng mà có một nông dân á là Yến ở đây nè, hôm qua gọi điện nói là anh Tuấn ơi, bây giờ thay đổi công thức chứ bây giờ em rải 20-10-10 mà cây trái em 40 ngày mà bây giờ nó em sợ thành heo. Heo rất là to quá. Thì Tuấn hỏi lại thì cây của Yến là mười mấy năm tuổi mà đẻ có 60 trái. Thì hỏi ra là tại sao mà mười mấy năm tuổi mà đẻ có 60 trái? Có lấy trái không? Yến này có. Tại vì là hồi xưa cái cây này 40 trái là dữ lắm rồi anh Tuấn. Bây giờ anh Tuấn làm 60 trái là nhiều quá rồi. Tức là như thế này nha, cả từ cái vườn nhàn đó. Tuấn cũng nói rất rõ, đi trước đi nhà, đi dẫn qua mấy cái cây kia đi. Là như thế này nè, người nông dân á hay quy chụp cái vấn đề này nè. Cứ nói là cây này đó là 40 trái, bây giờ làm 60 trái là nhiều lắm rồi. Không phải, chúng ta phải dựa theo cành nha. Cái vườn này mình xử lý xi được mấy tháng rồi nha? Hàng mấy ba tháng nha. À, hàng mấy ba tháng thì yên tâm về sâu rồi. Thiên địch nó nhiều rồi, nó bắt sâu. Chúng ta phải để theo cành. Tức là cái cành này nó 4 trái. Nếu ra tới 6 trái chúng ta lặt bớt vì nó sẽ gãy cành. Chứ không phải là theo cây. Tại vì như thế này nè, không có ai biết được cái cây này nó khỏe hay nó yếu. Giờ tôi nói ví dụ đi, cũng một con người đó 60 kg, nhưng mà từ bệnh viện bước ra thì đi cũng không nổi nữa, đừng nói giác. Nhưng mà sau khi tẩm bổ xong vài tháng thì người ta có thể giác 50 kg mà ta đi cả cây số, phải không ạ? Nên chúng ta quy chụp. À, à, như cái vườn này là nhàn đỡ cắt nè, thì chứ không thôi cắt thì nó sẽ thành heo, nó thành trái bự thì giá thành nó thấp. Chúng ta chỉ tỉa những trái đều, đúng rồi, những trái cong đều như trái này nè, thì bỏ đi chứ giá thành nó thấp, ví dụ vậy đó. Như cái trái này nha, như cái vườn của Yến là rất là tiếc. Mười mấy năm tuổi rất là đẹp mà để một cây có 60 trái. Nên bây giờ 40, mới 40 ngày mà anh Tuấn là phải đổi công thức tăng kali lên hay sao chứ. Em sợ nó thành heo. Nên là người nông dân là làm việc với Tuấn đừng có. Bông lớn, bông nhỏ, có mấy chùm ở đậu hết trơn. Ừ, rồi. Ok, cái vườn này cũng suy dữ ha em. Dạ, Tuấn suy dữ lắm. Mà bữa nay đậu trái vậy là cũng... Cây này chắc nhiều lắm rồi anh. Ờ. Nha, nó... cây nào mà nó phải le đọt ha thì chúng ta để trái bình thường. Nếu mà nó không chịu le đọt, mặc dù chúng tăng amino rồi mà nó cũng không chịu ta le đọt thì phải tiện bớt trái, chứ không thôi cái màu trái nó xấu. À rồi, ồ đậu, nó đậu nè ha. Tức là chúng ta dựa theo cành nhá. Tuấn lặp lại là chúng ta dựa theo cành, chứ chúng ta đừng có quy chụp. Hồi xưa khác, bây giờ khác. Hồi xưa không có si, bây giờ có si đó. Nên là mọi người cứ sợ là suy, nên hôm vừa rồi mới lập tức mới là thu hoạch xong là phải quay hai vườn của nhàn và của đâu. Qua bên nào em đi, đi qua bên ha. Rồi được, anh đi được cái này, riêng cái này cho anh đi được. Nên là muốn, tôi hay nói đó, muốn nông dân nhanh giàu cũng không được, vì người ta vẫn còn giữ cái cách suy nghĩ cũ của họ. Cái cây ngoài kia bộ lá nó đẹp hơn nên trái nó xanh hơn, thấy không? Vậy mà cứ bây giờ cứ ra trái, cứ ra ngọn là nông dân lại tiếp tục gọi điện. Đến hôm nay cũng vậy. Anh Tuấn ơi, bây giờ nó ra ngọn. Ra ngọn là phải mừng nha. Đó nè, chúng ta so sánh nè, cây này nè. Đó, trái cũng nhiều nhưng mà cái màu trái không xanh được vì bộ lá cái này không khỏe được. Đó. Nó phải ra ngọn, nói lại một lần nữa nha. Cái ngọn nhọn này nè, cái ngọn á, mà nó mới ra đó. Nhưng mà yên tâm đi nè. Kiếm cái nào cho anh quay đi. Khi mà cây ra trái nó ra ngọn á, nó gọi là le ngọn thôi. Nó ra có một chút xíu vậy nè, rồi cái nó ra xong nó nở cái lá rồi nó già luôn hả? Cái màu lá, cái vàng lá này. Chứ không phải là những cái cây này nè thì nó ra cả mấy tấc nha, nhưng mà riêng cây mà có trái rồi đó thì không bao giờ nó ra được mấy tấc đâu, nó ra chỉ một khúc thôi. Rồi nó bộ này nó già rồi, bộ này nó già mất rồi. Cái ngọn đó, cái lá non á là nó sản xuất cái auxin, rồi sau khi cái lá nó già đi. Nó già lên như thế này thì nó sản xuất cái gibberellin. Nhớ nè, cái ngọn non này nè, lá non này thì nó sản xuất auxin là chất kích thích sinh trưởng tự nhiên. Rồi khi lá nó già như thế này nè thì nó sản xuất ra một cái chất gọi là gibberellin. Nông dân không cần nhớ đâu. Cái chất này cũng là kích thích sinh trưởng. Là cái gì ạ? Auxin là gì ạ?
là cái G3 tự nhiên đó. Rồi cái Vibladin là gì? Là NO3 tự nhiên. Đó. Nên cái cây của mình là mình rất làm dễ bông, là những cái chất kích thích sinh trưởng này nè, nó tích tụ ở trong thân. Đến sau này mình kích nhẹ một cái là nó ra thôi. Đó. Mình dùng cái từ khoa học vậy chứ auxin là gì? Auxin chính là cái khi cây trồng nó bị thiếu thì các nhà khoa học Mỹ người ta mới làm ra cái G3 và cái NO3. Ngọn đây nè, ngọn đây là sản xuất cái G3 nè, rồi cái lá này nè, lá khỏe này nè là sản xuất NO3 tự nhiên nha. À, mà đương nhiên cái tự nhiên thì lúc nào cũng tốt chứ không phải là đi qua bên đây. À. Chứ không phải là những cái chất mà sản xuất ra vậy chứ không bao giờ bù vào cho những chất tự nhiên được. Từ từ, cái cơ này nó phải già đi em. Cái này hồi đó lúc trước em cũng đục hết trơn luôn, chỉ còn cái xương không. À, nhưng mà hôm nay nó dính lại được, nhưng mà nó còn bên đây một miếng. Cái nào không được thì nó sẽ thể thúi luôn ha. Vậy mà sao nó tốt chứ. Nhưng mà cái này nó hơn là nó còn dính được miếng da ha. Dạ, và đương nhiên cái này nó vận chuyển và nó dính được có một xíu à. Được 10 phân không? 10 phân ha. Có 10 phân à. 10 phân. Phân. Ừ. Wow, cái cành này đang lo nè, cái cành này đục hết dắp dòng luôn nè. Cái cành này chắc sợ không được. Tại vì nó đang lấy dinh dưỡng tích tụ trong thân á. Chứ nó không vận chuyển được. Tại vì cái mạch gỗ là sản xuất chuyên vận chuyển nước và muối khoáng. Cái mạch da này nè là chuyển chất dinh dưỡng. Tức là cái này có thể là có uống nhưng mà lại không có ăn. À. Còn rễ tơ là khác ạ. Không, cái này thì vẫn để. Cái này vẫn để nha. Rồi. Nha, cái giờ cái này. À, nói luôn cái này ha. Thôi để tắt lại nói luôn cái này.